Rồi xin chào các bạn. Hôm rồi mình có một cái cây hoa giấy cẩm thạch, hoa giấy Mỹ nha các bạn, nhưng mà nó đột biến là lá cẩm thạch. Mình có chiếc, mình có dăm cành, thì mình có dăm cành thì tỷ lệ dăm cành thì nó cũng không có cao lắm, cho nên cái số lượng thì cũng không nhiều. Hôm nay thì mình quay cho các bạn xem cái một giấy cẩm thạch này, nó ra bông nè, nó nhỏ nhưng mà nó ra bông rồi nè. Thì hôm rồi mình cũng có một số giống đó, mình có giao lưu với lại một số anh em rồi. Giờ nó còn lại mấy cây này là nó thiếu phần, cho nên nó không được tốt lắm. Thứ hai nó hôm rồi nó cũng bị thời gian mưa nhiều, cho nên nó cái lá nó không được nước. Bữa nay nó hơi xanh lè nè, nhưng mà nó cũng chưa tốt lắm. Đây là giấy Mỹ nha, đột biến lá cẩm thạch. Giấy Mỹ đột biến lá cẩm thạch. Thì khi nào mà có số lượng nhiều thì mình sẽ lăn lên giao lưu với các bạn. Ngày hôm nay mình giới thiệu thôi, cho các bạn thấy là cái hoa giấy cẩm thạch đột biến. Cái cây này nó không phát triển lắm, cho nên do thiếu chất trồng, chỉ có ba chất cho trấu với sơ dừa. Này còn nhỏ, nó nhỏ nè các bạn, nhưng mà nó ra bông. Và bông này thì mình lặt bỏ chứ không có rễ nha, lặt bỏ. Mưa thì nó có hiện tượng vậy nè, cái lá nó vậy nè, nhưng mà không sao, nó không ảnh hưởng gì, nó không phải là bệnh, nhưng mà tại do mưa. Thường thường là trời mưa là hoa giấy thường hay dễ bị rổ lá nhiều lắm. Có nhiều người nóng ruột rồi mua thuốc xịt thì cũng được, nhưng mà nó phí đó. Cái tỷ lệ mà đạt nó không cao, mà tốn tiền đó. Cho nên là trong quá trình mà mưa vậy á, mình nếu có điều kiện mình che mưa thì nó không có bị hiện tượng này xảy ra. Mà nếu số lượng nhiều thì đâu che nổi. Cho nên là các bạn cứ an tâm, nó rụng rồi nó sẽ đâm chồi khác thôi. Rồi những cái cây này thì nó do, nói chung là do thiếu phân. Đúng ra là chỉ sang bầu rồi nè, rễ nó ra khỏi bầu rồi nè, là mình sang bầu bầu bự rồi mình cơi bầu lên thì nó sẽ có củ giống như củ hoa giấy Mỹ mà lá xanh thôi. Nó đột biến nhưng mà nó vẫn cái sinh trưởng nó cũng vẫn giống như là hoa giấy Mỹ bình thường. Rồi đặc biệt con cái là nó lại lá cẩm thạch, đẹp là đẹp như vậy đó, lá cẩm thạch. Thì sau này mình chơi có nhiều, chơi nguyên thủy nó hay hơn, nó đẹp hơn là cái gốc giấy Mỹ thường. Đúng ra là cây này phát triển lắm, nhưng mà do cái chất trồng của mình nó chưa có đủ, thành ra nó không có giàu dinh dưỡng, cho nên nó hơi eo ọt, cành nhánh này kia nó còn ốm quá. Sau cái đợt mưa này thì mình sẽ thay chất trồng mới, rồi mình cơi chậu lên để tạo củ cho nó. Số lượng của mình thì không có nhiều, thì sau này mà có nhiều thì mình sẽ làm một cái clip để mình giao lưu với các bạn, để các bạn có cái cây giấy cẩm thạch đột biến giúp với Mỹ chơi cho vui. Hôm rồi thì cái giống cái này mình thì còn cây còn nhỏ các bạn, mình cũng có cái video chiếc cành á, nhưng mà cái số lượng thì nó có giới hạn, nó rất là ít. Mình chia sẻ một hai cây mỗi anh, một hai cây mỗi cây à, cho nên không có số lượng nhiều. Có nhiều bạn hỏi mình để giao lưu mà mình không có đủ. Thì trong cái thời gian này thì mình cây của mình cũng đã lớn rồi, cành nhánh cũng nhiều rồi, mình tranh thủ già cành chút là mình sẽ chiết, và số lượng có nhiều thì mình sẽ tiếp tục giao lưu với các bạn nha. Giờ mình thì mình chưa có nhiều cho nên mình không có giao lưu với các bạn được, mình chỉ giới thiệu các bạn thôi. Video của mình là đến đây kết thúc nha các bạn. Mình là xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.